Lâu không ghé thăm ông bà, cháu trai xúc động khi nhận dòng tin nhắn từ ông ngoại. Có những điều vô hình đang hiện hữu, chúng ta lại vô tình bỏ qua chỉ để quan tâm đến những thứ vật chất hữu tình vô giác vô tri. Mới đây, một chàng trai đã nhận được dòng tin nhắn từ ông bà với nội dung vô cùng đơn giản: sang nhà ông chơi đi, ông bà lắp wifi rồi. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài con chữ nhưng lại khiến cho anh phải sững sờ mất vài phút và bất giác cảm thấy chạnh lòng vì sự vô tâm của bản thân với những người thương yêu mình nhất. Có lẽ đã rất lâu rồi chàng trai chưa một lần về để hỏi thăm sức khỏe cả ông, để xoa tay bóp chân cho bà. Sự vắng bóng của chàng trai trong căn nhà cô quạnh chỉ có hai người lớn tuổi đã làm cho ông bà suy nghĩ ít nhiều. Đến cuối cùng, cả hai người lại tự đổ lỗi cho là nhà không có wifi nên cháu chẳng thèm sang chơi. Vì vậy, ông bà đã vội vã lắp wifi dù bản thân chẳng cần xài tới. Tất cả chỉ để ngôi nhà vắng vẻ, có thêm tiếng nói, tiếng cười, có thêm hơi người vào vào ra ra, có thêm chút sức sống, chút năng lượng của những người trẻ tuổi và có cả tình yêu thương, sự quan tâm của con, của cháu dành cho mình. Rồi sẽ đến một ngày chàng trai trong đoạn clip trên hay chính mỗi người chúng ta sẽ nhận ra rằng những thứ vật chất hữu hình vô tình kia nếu mất đi rồi sẽ khó có thể tìm lại được, thậm chí có thể tìm về một phiên bản tốt hơn. Nhưng liệu sẽ có ai tìm được một phiên bản tốt hơn tình cảm gia đình, tình yêu thương của ông, của bà dành cho con, cho cháu? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.